xây cái chùa Ba Vàng, tôi chán, tôi sợ đầu tiên. Một người thanh niên cường tráng như thế mà lại có địa vị trong xã hội, mà lại không theo địa vị mà lại tự mình cắt ái để đến nơi rừng hoang vắng này để mà tìm ra Phật Pháp. Thì trong cái Phật Pháp ấy nó vi diệu. Nếu không có sư phụ thì không biết giờ đời con sẽ ra sao và không biết đi về đâu. Tất cả mọi người hãy tiến vào con đường em hiểu đang đi và của Đại Đức hiểu đang làm. Và hãy tin vào điều ấy để cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn. Thưa quý vị, mùa xuân là mùa của cây cối đơm hoa đơm chuối nảy lộc, là sự bừng tỉnh cho một sức sống mới sau những chuỗi ngày đông âm u giá lạnh. Và có những người được ví như mùa xuân khi gieo nên những niềm tin và hy vọng vào cuộc đời bằng trí tuệ, tấm lòng yêu thương và từ bi vô bờ bến của mình. Nhờ đó mà bao mảnh đời đã đổi thay, như bước sang một trang sách mới đẹp tươi nhiệm màu. Vâng, thưa quý vị, nhân vật chúng ta đang nhắc đến là sư phụ Thích Trúc Thái Minh. Sư phụ là bậc thầy mô phạm truyền trao giáo pháp của Đức Như Lai, giúp bao gia đình, bao mảnh đời đang trong cảnh khốn cùng, tưởng chừng như rơi vào bế tắc tuyệt vọng, được trở về với cuộc sống bình an, làm chủ bản thân, làm chủ vận mệnh. Vì sao với hàng đệ tử, sư phụ như một người thầy khả kính? Mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm ngay sau đây. Tôi xin chia sẻ một kỷ niệm thời thơ ấu của thầy với tất cả anh chị em chúng tôi. Thầy là một người thông minh mà vui tính, mà tính tình của thầy hiền lắm. Mỗi khi nghe thầy kể chuyện, mọi người đều tranh nhau để ngồi gần, để em ngồi gần anh. Thầy bảo các em ạ, ta phải ngoan và ta học giỏi đi. Học giỏi đi rồi ta sẽ biến ước mơ đấy thành sự thực. Và anh ước mơ rằng sau này anh học giỏi lên cao, anh sẽ mơ ước rằng anh sẽ được đi theo Đức Phật để mình làm những điều trong lòng mình chưa làm được hết. Khóa học 1981-82, cả tỉnh Hải Dương chỉ có một lớp chuyên toán, và lớp chuyên toán này không quá 27 học sinh. Thì năm đó là thầy Thái Minh vào chuyên toán của tỉnh Hải Dương. Trong quá trình học tập thì em rất nghiêm túc, em đã học rất giỏi về môn toán, và sau này em lại được ở lại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Thầy Hiếu là rất chăm chỉ, biết là nhà khó khăn nhưng không dám vòi vĩnh. Từ ăn uống cho đến ăn mặc rất sơ sài, ra đến ngoài thấy trông thấy con, nhiều lúc mình phải cắn răng vào, không cầm được cái lòng thương con. Nó thấy, nhưng mà cứ phải động viên là thôi con cứ chịu khó học hành. Cô có làm việc với cả thầy Thích Trúc Thái Minh ở phòng kế toán của Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp. Trước kia thì nó thuộc là Bộ Công nghiệp. Thầy rất là năng nổ, kiểu như là nhiệt huyết ấy. Thầy luôn luôn hướng dẫn các đội ngũ thanh niên trẻ của viện để làm sao làm cho được công việc nó tốt nhất, cũng như các phong trào đoàn được tốt nhất. Thầy luôn tổ chức những cái chương trình ngoại khóa. Có những cái gì mà mình chưa biết, thầy cũng đều hướng dẫn rất là tỉ mỉ. Thầy đã ngồi tâm sự với tôi là thầy sẽ là đi xuất gia. Đúng là tôi thà là một người bạn thân mà đúng là thực sự là coi là cũng là bằng hoàng. Thầy tình cảm lắm, thầy trông trẻ đẹp trai, thế nên là khi mà thầy nói là thầy đi tu ấy, mọi người cũng cảm thấy hụt hẫng. Nghĩ đến thầy mà cũng nhiều nốt nó hẫng hụt đấy, mà cảm xúc của tôi đúng là mất đi là một người như là mất đi một cái gì đó rất là thiêng liêng cao cả. Thế mà đến khi thầy lên trụ trì chùa Ba Vàng thì chúng tôi cũng theo thầy, thương thầy lắm. Tại vì nhìn thấy cái cảnh mà thầy ở trên đấy, cũng lúc ý cô nhớ là hình như chỉ có một mình thầy thôi. Cũng bảo cô thầy ở trên núi như này á, cũng có chia sẻ với cả mọi người trong đoàn ấy. Thế nhưng mọi người bảo là ở thầy đi tu thì thầy kiểu như chấp nhận kiểu như khó khăn, gian khổ như thế, chứ không phải là như mình ở thành phố. Thầy như thế thì thầy mới tu được. Nếu mà những người không ai mà lên chùa từ cái lúc mà sơ khai như thế thì không thể nào tưởng tượng được là cái công sức mà thầy làm xây dựng được ngôi chùa khang trang như thế này, không thể ai tưởng tượng được. Nó là một kỳ tích luôn đấy. Thầy đã xây dựng và phát triển một tăng đoàn lớn mạnh,
đang tu tập mà theo chính pháp của Như Lai giúp cho muôn loài bớt khổ. Thưa quý vị, nếu không có sư phụ thì đêm dài tăm tối của biết bao con người sẽ chẳng thể được thắp sáng lên bởi ánh sáng của từ bi và trí tuệ. Kể từ khi xuất gia cầu đạo, bỏ lại danh vọng địa vị nơi đời, sư phụ chẳng còn màng đến lễ sinh nhật của thế gian. Nhưng với tất cả tấm lòng biết ơn, các Phật tử xin được gửi tấm lòng thành kính tri ân tới trên sư phụ, người làm tươi đẹp cuộc đời. Con xin tri ân sư phụ đã là người thầy chỉ đường dẫn lối cho chúng con đến bến bờ giác ngộ. Nhân dịp sinh nhật của sư phụ, con xin chúc sư phụ luôn được tứ đại điều hòa, thân tâm luôn được an lạc, Phật đạo viên thành, mãi mãi là cây đại thụ để tỏa mắt là cho cái hàng hậu thế đệ tử chúng con. Chúc mừng sinh nhật sư phụ. Chúng con muốn nói rằng sư phụ người là người đẹp cuộc đời.